Tinh xin chào các bạn nhé. Tiếp theo những cuốn video giao lưu với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long trong dịp này, đó là kỳ trung tuần tháng 3 âm lịch. Cứ mỗi vào dịp hàng tháng âm lịch, ngày 13, 14, 15, trong 3 ngày đó thì Đỗ Sinh sẽ có mặt tại Hợp tác xã Thăng Long để gửi đến các bạn hình ảnh bonsai nghệ thuật giao lưu với các bạn. Tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu với anh em đó là một cây dưới. Vâng, bóng dáng của một cây dưới tầm nhỏ một người bê rất là đẹp. Khoảng 21. Vị trí đó là 21. Vâng. Vâng. Cao 46. Được rồi. Tàn 48. Vâng. Cây dưới mà có cái thân cái bệ đẹp như thế này mà rất mịn màng và đường đi cũng rất là nghệ thuật. Cái đấy anh em báo các bác là 1,6 triệu. Có 1,6 triệu rồi à? Vâng, 1,6 triệu. Ôi giời, anh có báo nhầm không? Giao lưu quá. Giao lưu đấy. Vâng. Gọi là anh em nào mà đam mê dòng cây dưới thì tôi nghĩ là cây này chơi quá là hợp lý rồi. Ôi rồi, bông tán dăm làm rất dày nhá. Này, cái chỗ này tôi nói vui bảo có thể để cái bát nước lên đây được, rất phẳng đẹp, giá 1,6 triệu. Ôi trời trời. Này, dưới gầm nhé, tôi soi cho các bác xem. Tàn dăm rất là dày. Cổ ngọn đẹp quá. Chương này màu ấy, nhật lá đẹp lắm. Vâng, và đây là hình ảnh tổng thể của một cây dưới mà Hợp tác xã báo giá 1,6 triệu. Tôi rất bất ngờ. Quá hợp lý. Đấy, các bạn ngắm lại lần nữa. Một cây tầm nhỏ một người bê được. Về tốc mức độ cái hoàn chỉnh của một tác phẩm đã đạt rất là chuẩn rồi. Đấy. Và chúng ta đến tiếp với một cây sam hương. Cây sam hương với cái bóng dáng của một cây cũng khá lớn. Đây là một trong những cây sam hương mà cũng có cái kích thước tầm này đối với dòng sam hương là cũng không phải có nhiều đâu. 76 ạ. Và nhiều anh em cũng có nói là vanh là 76, chỗ anh đo đấy. Vâng. Được rồi. Cây này có cấy ghép gì không thì tôi cũng có khẳng định với anh em là cây này là nuột từ gốc, zin bản luôn chứ không phải là cấy ghép từ vọng cách nhé. Tàn 1,3 m. Được rồi. Anh cứ đo trong cộng khoảng 20 phân nữa. Vì anh không vươn tới, anh cộng 20 phân nữa là được. 1,5 m ạ. Vâng, chiều cao 1,5 m. Vừa rồi có một số anh em bạn gọi điện đến hỏi Đỗ Sinh. Cây này Đỗ Sinh đăng kỳ trước Hợp tác xã bán chưa? Và cái tình trạng của nó có phải cây cấy ghép từ vọng cách hay không? Thì vừa rồi cũng có một số những cây ở miền Tây là người ta ghép từ vọng cách rất nhiều. Nhưng hôm nay quay lại Hợp tác xã Thăng Long với hình ảnh cây sam hương một lần nữa, Đỗ Sinh truyền tải đến cái thông tin đến cho anh em là cây này là cây zin, không có ghép hết. Nhận biết zin hay ghép thì chúng ta phải chờ cái mầm dưới gốc lên. Bởi vì thân bệ bằng vọng cách ghép tay bông sam hương thì những cái mầm ở dưới này không thể là mầm sam hương được. Đấy, chúng ta phân biệt lá rất nhỏ. Tuyệt vời. Cây này báo giá bao nhiêu ở các anh em người đam mê ra cây này tính cả đôn cả chậu con ạ. Vâng. Cả bộ complete này, cả đôn chậu này. Bây giờ này hợp tác xã sẽ bán giá 55 triệu. Giá 55 triệu. Vâng.
em cho anh em nào lấy giá tại vườn, tại hợp tác xã. Được rồi. Vận chuyển anh em chia sẻ với hợp tác xã thì không chịu vận chuyển. Được rồi, được rồi. Giá 55 triệu. Cả bộ chậu đun com lê về xem chơi. Cái bộ đun chậu này bao nhiêu? 10 triệu. Vậy cây còn giá nếu mà anh em ta mà nhổ mỗi cây đem về thôi, bùm bao tải mang về thì là trừ đi 10 triệu. Còn 45 triệu. Vâng, nhất trí. Tuyệt vời. Chúng ta đến với một cây si nữa. Cây si búp đỏ. Vâng. Tàn 66. Cao 70. Vâng, chiều cao cây si 70. À, cây này báo giá bao nhiêu anh ơi? 16 triệu. 16 triệu. Bây giờ đúng cây búp đỏ nguyên. Vâng, chúng ta đến cây trang. Cây này có phải cây đỗ quyên. Đỗ quyên mùa này thì hết hoa rồi. Cây này giá bao nhiêu ạ? 600 cả chậu bác. 600 ngàn cả chậu. Được rồi. Thôi cái mùa này chúng ta cũng không để ý nhiều về những cây đỗ quyên, bởi vì mùa chơi chính của nó là trước Tết một tháng. Cây sam núi này. Thân già u sần rất nhiều. 46 tán bành. Rồi. Và một cây sam núi dáng huyền. Cái này 3 triệu rưỡi bác, bao ship. Giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi mà bao ship luôn đấy. Tuyệt vời quá. Giá này anh em chơi. Đấy rồi. Buồn, mùi ván được. Vâng, chúng ta đến với cây linh sam nữa. Một đôi bác, một đôi. Đây là một cây, và bên này một cây. Đôi này giá tại vườn là 3 triệu. Một đôi. 3 triệu một đôi. Một đôi, vâng. Vâng. Đây chúng ta đang quan sát một cây với giá là 1,5 triệu này. Đấy. Tất nhiên là nếu mà có đơn nữa thì chết. Và cái đơn này đã phải 2 triệu rồi. Tức là có 1,5 triệu một cây đấy, 3 triệu một đôi cây linh sam hoa tím này. Vâng, đây là cây thứ hai. Hai ông tượng cùng lối đúng không? Còn võ thôi. Ừ. Có 1,5 triệu một cây. Và tôi nghĩ là với cái giá hợp lý như vậy thì được nhiều anh em sẽ chấp nhận. 3 triệu là về đặt hai bên rồi, một đôi rồi. Và kế giữa là một cây sam hương trên một cái chậu quạt này. Vâng, chỗ đấy là cổ là 19. 80. Vâng. Hơi to quá. Hơi to. Cái chậu quạt này đối với cây là hơi to. Chậu quạt này dùng cái cây dáng huyền ôm chậu và nó kích thước lớn. Đấy.
Thế còn cây này để vào đây nó hơi to quá, nó nuốt hết cây. Mà cũng không cần phải để chậu quạt này đâu. Cây này để chậu quạt nó trở thành một cái sự chênh vênh. Bởi vì bản thân cây nó là cây nó nhỏ nhưng mà nó có điểm nhấn, nó đổi chiều liên tục và nó cao rồi. Thì đừng để chậu cao nữa. Xem nào. Nếu lần này không giao lưu được, anh em chưa yêu mến thì anh thay cái chậu khác đi. Mà anh thay chậu khác thì giá thành nó sẽ xuống ngay. Bởi vì chậu này có anh nhiều tiền rồi. Cây này báo giá bao nhiêu? 3 triệu này. Ừ. Cây 6 triệu là 9 triệu. Thì là tổng số 9 triệu đúng không? 9 triệu riêng cái chậu này anh 3 triệu rồi. Vâng, không có đôn. Không có đôn. Riêng cái chậu 3 triệu là 1/3 của cây rồi. Vâng. Bây giờ anh thay cái chậu chỉ 1 triệu thôi nên anh giảm được xuống. 9 triệu. Tôi nói cái chậu 1 triệu vào cây này quá đẹp. Em làm mến rồi để giao lưu. Đúng không? 9 triệu. Tổng số 9 triệu. Vâng. Rồi, nhất trí. Đúng là so với cây nó lớn quá. Rồi. Chúng ta đến với một cây thông tầm nhỏ này, à, cũng là những cây thông Nhật Bản. Cái này là kệ nó, cứ để anh cứ báo giá thôi, còn cái số cũ kệ nó. Vâng. Cây này bao nhiêu? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Vâng. Hay quá nhỉ. Rất thành cao. Dáng. Bể không. Vâng. Nói dành không, anh em cứ nhầm lẫn ghi vào. Thường là người ta không mua đôn, không có đôn. Trừ những cây to nhưng phải cẩu thì phải có 4 chân 4 ấy thì người ta lấy. Còn những cây này làm sao mà có đôn được? Như cầu đôn thì sẽ để vốn bằng cái giá bán buôn. Vâng, bây giờ. Còn lại bên này là hết chưa? Còn cây cây tùng này nữa. Cây tùng hai thân, à đây trung gốc ạ, dáng rất dẻo nhỉ, trực quyền. Cây này 2,2 triệu. Vâng, cây tùng cuối này 2,2 triệu. Được. Được rồi. Vâng, và đây là một cây đa mini. Cây 800. Cây này có 800 ngàn. Vâng, các bác yêu thích thì chúng ta dình về chơi. Làm đa thì phải nói là rất là lâu rồi, trường kỳ rồi. Đây, mé bên này nhìn đẹp quá. Mé bên này nhìn tuyệt vời. Bác, ông bê lên ối chửa đấy. Được, cây đa 800 nhá. Anh chơi được. Ok. À, chúng ta di chuyển xuống phía sân phía dưới đi. Sân này từ cây tùng này đi. Cây tùng La Hán này đi. Ở trên ở giữa cứ sát sát cứ khó rồi, ở trên gần như chưa cao. 30 rồi rồi. Bên 2. Một bên 1. Vâng. 8 một bên 1. À. Nó bị nó trở thành mình giếc. Chỗ này nó tạo thành cái điểm nhấn, nó dẹp thân cũng rất hay. 8 triệu bộ cây. 8 triệu ạ. Vâng, 8 triệu. Cá bể thì không bao ship. Rồi. Anh em nào kết thì về chở. Hoặc là bao ship thì khách chịu. Tám triệu cây này đưa cái xe bán tải đến cõng về ngon quá. Được rồi. Đang bật nào.
đẹp từ trên đẹp xuống dưới lên. Công án này giá này không xong được. Vâng, quả thực là nếu cái bóng cây tùng như thế này giá 8 triệu ý là tuyệt vời rồi. Ok. Vâng, và đây là cây sung. Cây này hình như có đang có chu quả đấy phải. Những cái vòi, à đúng rồi. Vòi, đây, vòi vòi ra quả đây rồi. Có nốt sần quả đây rồi, chính xác rồi. Vành 36. Cao 40. Tàn là 70. Vâng. Cây 800 đấy bác. Cây này có 800 đấy. Ôi giời. Không bao ship. Bằng giá chợ Sơn Tây đấy. Rẻ hơn một chút đấy. Chợ Sơn Tây cây này phải 1 triệu, 1 triệu 2. Vâng, cây sung các bạn đang xem có 800 ngàn này. Đây cái vòi quả đây. Được rồi, ok. Kia là cây xanh quê à? Cây này 4 triệu á. 4 triệu á? Dáng dáng bay, dáng đẹp. Cao 74. Rồi, ok. Tám mét sáu. Ôi rồi, thế thì cái này chỉ có trồng ở ven hồ nha. Khoén đất tượt xuống, đưa thấp xuống. Dáng rất bay. Nó già quả như thế này mà. Vâng, khu vực này thì những cây tầm nhỏ chúng ta tiếp tục giới thiệu. Đây là một cây đề trắng này. Cây đẹp quá. Trồng được rồi. 20. 20. 70. Ngang 70. Cao 44. Đây là giá là 3 triệu 8 đi bác. Vâng, giá 3 triệu 8. Cây này chất lắm, trông dáng chuyển thành rất đẹp. Đây cảnh. Cây để trồng thì trông xem. À, để ý đến cái chậu này. À, chậu là một cái lá sen. Lá sen. Lá này để cho các anh em chơi trên chiến rất là hợp lý, không mặc cả nữa. 4 triệu 8 ạ. 3 triệu 8. À 3 triệu 8 ạ. Không bao ship. Giá bao ship này. Vâng, trước khi chia tay với cây đề trắng này, Đỗ Sinh nhớ lại có một vài anh em có điện đến và Đỗ Sinh tìm những cây đề trắng. Mà cái tầm cây như thế này, tôi nghĩ là chơi rất tốt. Vâng, giá 3 triệu 8. Và cây đề trắng cũng là cây cuối cùng trong cuốn video này, Đỗ Sinh kết thúc để chuyển sang cuốn tiếp theo. Tiếp tục giao lưu với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Số điện thoại của anh Nha, anh Hiệp và anh Hoài trên màn hình. Mời các bác cùng nhau giao dịch.